Dạ vâng, cho em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác và anh em đam mê chơi BCB trên mọi miền Tổ quốc các bác nhé. Đấy, thì trong video ngày hôm nay em sẽ lên và giới thiệu cho bác về hai cái mẫu giảm nhé, để cho anh em chơi những cây condo các bác nhé. Đấy, một số anh em chơi những cây condo mini, những cây talon, những cây thẳng dài, và một số anh em chơi truyền thống thì cũng có thể tham khảo được các bác nhé. Đấy, đầu tiên thì em giới thiệu cho bác về cái mẫu giảm âm bút neo các bác nhé. Đấy, đây. Trên tay em đang cầm cái mẫu này là mẫu giảm âm bút neo. Cái này là sẽ là 2, 4, 5 vách các bác nhé. 5 vách nhôm. Hàng này là hàng nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhé. Đây, 5 vách bằng nhôm như này. Mạ đồng 4.9 các bác nhé. Đấy, mạ đồng 9.4 này. Đấy. Hiện tại cái mẫu giảm bút neo này thì có lỗ thoát hơi các bác nhé. Có lỗ thoát hơi ở giảm luôn. Mà ở trong cái vách này cũng có lỗ thoát hơi các bác nhé. Đấy, cái mẫu này thì người ta cải tiến chơi rất chi là hay các bác. Đấy. Đây, cái mẫu giảm này sẽ là mẫu giảm một khúc 5 vách hàng nhập Pussy các bác nhé, phi 30. Để cho anh em chơi những cây condo talon hoặc những cây mili các bác nhé. Đấy, các bác nào lấy những cây thẳng dài các bác cũng có thể lắp được nhé. Đấy, con này thì chơi khá là êm rồi. Hoặc các bác chơi những cây bắn bi các bác, những cây bắn bi các bác cũng có thể tham khảo qua những cái giảm Pussy này được các bác nhé. Đấy, hiện tại con giảm Pussy này BM đang bán cho các bác giá tốt nhất trên thị trường hiện nay nhé. Giá bao nhiêu ạ? Chỉ còn 300.000 bao ship đến tận nhà cho các bác nhé. Đấy, các bác mua trên thị trường em đảm bảo các bác shop nào bán rẻ cũng phải 320, không thì 330, 340, 350 là bình thường các bác nhé. Đấy, hôm nay em bán cho các bác giá tốt nhất trên thị trường, chỉ có 300 cái giảm âm Pussy phi 30 dành cho anh em chơi những cây condo này, mili này, talon này, thẳng dài cũng được nhé, hoặc những cây truyền thống nhé. Giá công khai cho các bác là 300.000 bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác, đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Đấy, bác nào muốn mua hàng thì nhanh tay gọi điện trực tiếp đến hai đầu số trên của shop để đặt hàng nhé. Bên em là một đơn vị bán hàng online cực kỳ là uy tín nhé. Đấy, con này sẽ có những 1, 2, 3, 4, 5, 6 ốc, 5, 6 ốc để cái này là để anh em bắt vào 6 con ốc này để anh em bắt vào cái đầu cành các bác nhé. Đấy, rồi anh em xoáy như thế này là anh em dùng thôi. Đấy, anh em bắt 6 con ốc này vào đầu cành và anh em lắp ráp vào như này anh em dùng nhé. Đấy, con này chơi khá là hay nhé, vì nó là một hàng nhập, em lúc nào đánh giá cao về cái độ êm và độ ổn định của con này các bác nhé. Đấy, một con giảm âm như này giá chỉ có bao nhiêu ạ? 300.000, giá cực kỳ là tốt đúng không các bác, đối với một con giảm hàng nhập nhé. Đấy, còn bác nào muốn chơi sang con định tâm liền khối này mà phi lớn này mà nó kêu nhỏ êm thì các bác có thể tham khảo qua cái dòng Sumo cho em nhé. Đây, trên tay em đang cầm cái mẫu này là mẫu giảm Sumo các bác, mẫu giảm Sumo phi 35. Cái mẫu này thì chơi cũng khá là êm rồi, con này phù hợp với những anh em chơi những con condo thẳng dài này, cây talon thì anh em cũng chơi được. Con này tiến lùi 3 khúc nhé, anh em nào không thích chơi 3 khúc thì anh em chơi 1 khúc 2 khúc cho em ạ. Đấy, đây, bác nào muốn chơi một khúc thì các bác xoáy mình bỏ cái khúc giữa này đi các bác nhé, mình bỏ cái khúc giữa này đi, mình bỏ khúc giữa này đi. Anh em bắt cái này vào trong âm, cái này các bác đi nó sẽ âm vào trong khung các bác nhé. Đấy, định tâm liền khối âm vào trong khung, anh em xoáy như này anh em có thể chơi đó. Đây, anh em xoáy như này thì cái này, cái phần này nó sẽ âm vào trong khung thì nó cũng thò ra một đoạn như này thôi. Thì anh em nào lắp những cây mili này, talon thẳng dài đều được nhé. Đấy, hoặc các bác nào chơi truyền thống các bác làm những con này thì đỉnh của chóp rồi các bác nhé, đỉnh của chóp nhé. Đấy, con giảm âm Sumo phi 35, cái này sẽ là 7 vách các bác nhé, 7 vách bằng nhôm. Đấy, các bác nhìn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vách nhôm nhé. Đấy, hàng này thì là bao cho anh em chơi cực kỳ là êm và ấm nhé. Giá công khai cho các bác là 350.000 bao ship đến tận nhà cho các bác, đến nơi các bác kiểm tra đúng hàng, đúng chất lượng, đúng mô tả, đúng mẫu mã, anh em nhận hàng thanh toán tiền cho bên giao hàng giúp em nhé. Bên em thì giao dịch toàn quốc 63 tỉnh thành trên mọi miền Tổ quốc các bác nhé, từ Bắc vào Nam, từ Bắc vào miền Trung, miền Nam, từ miền Nam ra miền Trung đến miền Bắc các bác nhé. Đấy, thì em sẽ báo giá lại cho các bác nhé. Cái giảm Pussy này để cho anh em chơi những cây condo thẳng dài, talon, mili, hoặc các bác có thể chơi những cây truyền thống nhé. Giá công khai cho các bác là 300.000 bao ship đến tận nhà cho các bác nhé. Đấy, còn bác nào lên cái mẫu giảm Sumo nhé, giảm Sumo phi 35, giá công khai cho các bác là bao nhiêu ạ? 350.000 các bác nhé. Chơi, các bác chơi những cái dòng này cực kỳ là êm đấy.
Còn một số bác thắc mắc trước đây các bác chơi những cái mẫu giảm phi 30 thì bây giờ các bác cũng muốn lên giảm 35 có chơi được không, thì em cũng khẳng định các bác luôn là các bác có thể chơi được nhé. Đấy, có thể chơi được vì người ta đã thiết kế ra những cái khung cành của mình là họ có thể đều có thể sử dụng được những cái giảm phi 30 và phi 35. Bây giờ những cái đều tích hợp được hết các bác nhé. Đấy, một số anh em hầu như là một số anh em đều có thắc mắc như thế thì em cũng giải đáp cho các bác luôn để các bác cân nhắc kỹ các bác nhé. Đấy, để giải tỏa cái tâm lý thắc mắc cho các bác nhé. Đấy. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác anh em ở những video sau. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video của em ngày hôm nay ạ.